Dịp cuối năm thường diễn ra các buổi liên hoan tất niên, tri ân, gặp mặt cuối năm. Và việc sử dụng rượu bia trong những dịp như thế này là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, với bất cứ lý do gì, mọi người cần tuân thủ nguyên tắc đã uống rượu bia thì không lái xe. Ghi nhận của các phóng viên thời sự trong một buổi tối đồng hành cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông thực hiện xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Tối 26 Tết, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 1 công an tỉnh trên quốc lộ 5 thuộc địa phận huyện Văn Lâm, kiểm tra hơn 70 xe ô tô nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm về nồng độ cồn. Vào cái nhân dịp cuối năm này thì thực tế là rất nhiều những liên hoan hội nghị, rồi tất liên chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ từ chối và không uống rượu bia. Thứ nhất là để đảm bảo cho tính mạng tôi và an toàn cho những người tham gia giao thông cùng với tôi. Ngược lại, chỉ trong khoảng 3 tiếng lập chốt trên quốc lộ 39 và đường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên, tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số 2 công an tỉnh và đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hưng Yên đã phát hiện xử lý gần 10 trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Một số trường hợp không chấp hành, né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp, thậm chí có những trường hợp chống đối để bị lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý. Qua công tác tuần tra từ ngày 15 tháng 12 đến nay thì đội cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản hơn 50 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt vào nộp ngân sách nhà nước khoảng gần 300 triệu đồng. Đến tình hiện nay thì là qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi có nhận thấy là cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn đã giảm đi đáng kể. Qua các đợt kiểm tra cao điểm đến giờ, tôi thấy so với năm ngoái, người dân năm nay đã tham gia giao thông đã chấp hành hơn năm ngoái. Tỷ lệ xử lý vi phạm về nồng độ cồn thấp hơn năm ngoái. Sau 2 tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý trên 2.300 trường hợp, xử phạt hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, lập biên bản xử lý trên 590 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 3 tỷ đồng. Để vui Tết đón xuân an toàn, mỗi người cần thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.